Ở phần 1 thì TechMark cũng đã liệt kê 5 công nghệ có thể sẽ bị khai tử trong tương lai. Và trong phần 2 này thì TechMark sẽ trở lại với 5 tính năng điện thoại và loạt công nghệ cũng sẽ bị khai tử vì sự phát triển nhanh chóng của chính công nghệ. Đầu tiên đó là nút Home trên điện thoại. Nút Home tiện lợi cho việc trở về màn hình, nhận diện vân tay, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nó chiếm khá là nhiều diện tích trên màn hình. Nhất là trong cuộc chạy đua màn hình tràn viên cho smartphone như hiện nay, thì nút Home lại chính là một con kỳ đà cản mũi lớn nhất. Nhiều hãng di động đã di chuyển nhận diện vân tay ra phía sau lưng máy và sự xuất hiện của nhiều phương thức bảo mật tiên tiến hơn nhờ vào ID cũng đã đủ chứng minh rằng là nút Home không còn mấy tác dụng trên những chiếc smartphone trong tương lai nữa. Viền màn hình trên smartphone ngày càng được thu nhỏ. Cách đây không lâu thì nhiều hãng điện thoại cũng đã chấp nhận việc loại bỏ cái giắc cắm tai nghe 3.5mm quen thuộc cho những chiếc smartphone. Vì vậy mà việc loại bỏ hẳn cổng sạc cũng là điều sớm muộn mà thôi. Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ thì những cổng sạc truyền thống sẽ sớm được thay thế bằng những cổng sạc không dây, tiện lợi hơn và an toàn hơn. Khe thẻ nhớ SD đã dần được loại bỏ trên những chiếc máy tính hay là smartphone hiện nay. Phương thức chia sẻ dữ liệu qua việc cắm thẻ SD vào máy tính đã trở nên quá lỗi thời và người dùng có thể lựa chọn một việc tối ưu hơn, đó là sử dụng USB hay là kết nối Wi-Fi. Còn riêng với các smartphone thì thẻ nhớ ngoài SD cũng đã dần mất đi tác dụng bởi nhiều smartphone hiện nay đã có bộ nhớ trong lên đến là 256GB thừa sức để lưu trữ dữ liệu. Như vậy thì không có lý do gì mà người dùng cần đến thẻ SD nữa. Với sự phát triển của Internet, đặc biệt là dịch vụ lưu trữ điện toán đám mây được ra đời, giúp cho việc lưu trữ dữ liệu và truyền tải dữ liệu trở nên dễ dàng hơn. Người dùng hoàn toàn có thể chia sẻ dữ liệu bằng các thao tác đơn giản nhờ vào Internet mà không cần thiết phải có sự hỗ trợ của đầu độc thẻ nhớ. Cuối cùng sẽ là máy ảnh compact. Smartphone chính là thủ phạm dẫn đến sự tê liệt trong phân khúc máy ảnh kỹ thuật số. Từ những chiếc điện thoại được trang bị camera có độ phân giải thấp chỉ để phục vụ cho nhu cầu kết nối, thì giờ đây smartphone đã đủ sức thay thế bất cứ một chiếc máy ảnh nào có độ phân giải ở mức là 8MP hay là 24MP. Cá biệt hơn còn phải kể đến là 40MP như là chiếc P20 Pro của Huawei. Sự cải tiến không ngừng về chất lượng camera của các hãng sản xuất di động nhằm tăng thế cạnh tranh trên thị trường đã vô tình đẩy các loại máy ảnh compact vào cửa tử. Hiện tại thì các dòng máy ảnh kỹ thuật số như compact vẫn còn có chỗ đứng trên thị trường, nhưng mà trong một tương lai vài năm nữa thì sẽ không dễ để chúng có thể cạnh tranh với những chiếc smartphone cao cấp. Theo như một báo cáo trên ấn phẩm tài chính của Nhật Bản là Nikkei thì Casio là hãng đầu tiên công bố ngừng sản xuất dòng máy ảnh kỹ thuật số nhỏ gọn sau khi mà tiếp tục thua lỗ trên thị trường. Casio đã mất khoảng 500 triệu yên trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2018. Đó cũng chính là lý do khiến cho Casio Computer phải quyết định rút khỏi thị trường máy ảnh kỹ thuật số nhỏ gọn không có lợi nhuận trước ngày 24 tháng 4 năm 2018. Quyết định đó được đưa ra trong bối cảnh của sự bành trướng của điện thoại thông minh ngày càng mạnh mẽ hơn, khiến cho các thị trường máy ảnh kỹ thuật số compact ngày càng sụt giảm nghiêm trọng. Trên đây là những nhận định của TechMark. Còn các bạn khán giả của TechMark thì sao? Các bạn có những nhận định như thế nào? Thì chúng ta hãy cùng comment bên dưới video này nhé. Còn bây giờ thì Huyền Vân xin chào và hẹn gặp lại các bạn. We'll be right back.